Hiện tại 30 cầu đang đứng đây là đường Nguyễn Cư Trinh rồi đó. Bên kia có cái ông bán băng nhạc á, ông cứ chạy dạo vòng 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 cái con đường này, chạy qua chạy lại đó, bắt ông băng qua đường rồi ông quay đầu lại rồi đó. Ba mày cậu thấy ông bán trên cái con đường này không mà ông dạo qua dạo lại đó, ông quay đầu lại nè đó. Xong tới đây cái ông quay đầu lại đó, số 56 Nguyễn Cư Trinh, cái hẻm đó, hẻm đó đó có ông thầy dạy hóa của trường Bùi Xuân đó mọi người. Hình như ba mày còn nhớ thầy, thầy Tấn này phải. Còn đây là khách sạn Metropole nè, đây là khách sạn Metropole năm xưa, bây giờ là Boon Man đó. Rồi giờ mời bà con và bác lên xe ha, để cùng với ba mẹ cậu đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Ba mẹ cậu đang ở đây là cái con đường Nguyễn Cư Trinh hướng ra đường Trần Đạo. Bên tay trái này cái quán cà phê này hồi xưa là Victory Lê Ngọc đó bà con, cái rạp Victory. Rồi cái bên kia nhà hát cải lương Trần Hữu Trang á, hồi xưa là rạp Hưng Đạo. Gia đình ba mẹ cậu thường hay coi cải lương đó. Rồi ở đây có cái cây xăng nè bà con, cô bác còn nhớ không? Ngay góc bên đây, đó ngay cái cây nè, à, đó là cái cây xăng. Sao giờ cái cây nó bự dữ ha? À, nhớ đó là đây là cái cây xăng, đâu có cây nào đâu ta. Rồi đằng kia có cái công viên nhỏ thì đúng rồi. Rồi bên kia là trường Tân Khoa. Ba Michael có người thân của ba Michael á, là hồi xưa học ở Tân Khoa năm 61, 61, 62 là học ở trường Tân Khoa nè. Rồi đây là cái building của lính Mỹ ở năm xưa nè. Ôi giờ kìa, rồi bán nhà ấy ghê không? Hôm nay ba Michael rất là bận luôn á. Mình đi tiếp. À, bên đây là cái building Hưng Đạo nè bà con. Wow, xưa là của Nguyễn Thành Niệm á. Cái building này ba mày cầu lên rồi nha. Trước năm 75 là cho lính Mỹ ở đó. À, cô bác biết không, ở trên building đó đó là có một cái hồ bơi trên đó, trên sân thượng luôn á. Mà bây giờ người ta dựng nhà lên luôn rồi. Đó, hồi xưa trên đó là nó không có nó dựng cái nhà dữ gì ha. Đó là trên đó sân thượng có cái hồ bơi trên đó đó. Ba mấy cậu có lên hồ bơi đó tắm một lần rồi. Còn đây là nhà của ông Nguyễn Văn Dụng nè. Rồi đây là hãng đúc của ổng nè. Đây là bệnh viện này, tên gì ba mấy cậu quên rồi nè. Hồi đó ba mấy cậu hôm nay rửa ảnh ở Xuân Sơn rồi nè. Xuân Sơn này lâu lắm á. Rồi giờ mình đi tiếp nha bà con. Sao tự nhiên dạo này ba mấy cậu bận việc ghê luôn á. À, đây là hãng dược phẩm. Mất cái bà cái tên này. Hồi đó đây có cái nhà hàng Đức Hưng nè bà con. Đây hồi đó có nhà hàng Đức Hưng. Không biết bà con cô bác nào còn nhớ không? Ở đây có cái tiệm mì nữa nè. Tiệm mì Tàu. Bây giờ ba mày còn quên cái vị trí nằm đâu rồi. Rồi đây là Hội Thánh Tin Lành ngã tư. Rồi bên đây là rạp Công Nhân. Hồi xưa là rạp Nguyễn Văn Hảo. Ký túc xá này xưa là cũng quân đội Mỹ ở nè. Bà con cô bác có tưởng tượng đi, hồi xưa ở Sài Gòn này có bao nhiêu cái building là đều là của quân đội Mỹ ở hết á. Hồi đó đây là vũ trường Tháp Nga nè. Quân đội Mỹ mà nói chung là mấy cái quốc gia đồng minh á, tham chiến ở miền Nam Việt Nam là đều ở hết trong mấy cái building. Hiếm cái building nào mà để dành cho người dân Sài Gòn đó ở lắm. Trừ khách sạn. Mà khách sạn cũng được quân đội Mỹ thuê luôn. Đây là trường Nguyễn Thái Học nè, xưa là trường Trương Minh Ký. Bên đây là trường Tôn Thọ Tường. Còn đây là rạp Đại Nam nè.
sau này cái đạp Đại Nam này từng là một cái sàn nhảy á bà con. Bà con có biết không, ngày hôm qua Sài Gòn mưa to cực kỳ to luôn, mưa lớn lắm, sấm nổ đùng 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 đùng. Đường này là đường Yassin, đường Yassin này mình thì mình gò ba mấy gò gặp là Yassin thôi, chứ thật ra nếu mà đọc theo đúng theo tiếng Pháp là Yassin. Đường Lê Thị Hồng Gấm nè, hồi xưa là Hồ Văn Nga. Cảm ta. À, đúng rồi, Lê Hồng Gấm là đó là Hồ Văn Nga. Bên đây phải 30 gò đây nè là bót quận nhì ở đây nè. Đường Trịnh Văn Cấn này là hồi xưa đó là đội cấn á. Giờ là công an quận nhất. Rồi đó, đây là cái bãi giữ xe nè, 30 cầu giữ xe đây để đi vô quay cái chợ dân sinh này nè. Rồi đó, công nhận mình can đảm thiệt, xách máy đi vô đây quay. Đi bộ. Đường này đường Phan Văn Trường. À, đây là khu chợ dân sinh rồi đó. Bán mấy cái đồ điện tử đồ. Nó bắt đầu qua mưa quá trời, hôm nay bắt đầu nắng lên, nhiệt độ nắng nóng lắm. Nhưng mà xin thưa bà con, bác nắng thì 30 cầu là chịu nha bà con. Tại vì nắng thì mình vô phòng mới lạnh thôi, chứ còn mưa gió nó mệt mỏi lắm, nó làm cho người mình nó ướt át á bà con. Ai thích mưa chứ 30 cầu không thích mưa nha. Mưa nó lầy lội mệt mỏi. Nhưng mà người ta nói thà mưa, mưa nhưng mà nói chung là 30 cầu thấy cái gì nó cũng phù hợp, nắng quá cũng mệt mà mưa quá cũng mệt lắm bà con. Mưa nó sinh ra lũ lụt rồi nó chết người luôn á. Mưa nó còn nguy hiểm hơn cả nắng nha bà con. Nắng thì mình có thể nhiều cái giải pháp để mình chống nắng lắm đó. Không sao hết, chứ mà còn mưa một cái là nó sinh ra bão lũ, là lũ quét rồi này nọ. Cái đó mà heo 30 cầu thấy nó còn thảm khốc, nó còn khốc liệt hơn cả trời nắng nữa nha bà con. Dĩ nhiên là cái gì nó cũng ghê gớm cả. Thiên tai gì đó, gọi là thiên tai, là cái gì nó cũng thảm khốc khốc liệt lắm. Nhưng mà xin thưa bà con bác, 6 tháng vừa qua là 6 tháng đầu năm là mình là hứng chịu cái nắng rồi đó. Hạn hán, nó gọi là hạn hán đi đó, El Nino nó khốc liệt rồi phải không. Nhưng mà xin thưa bà con bác, 6 tháng cuối năm nè nó còn khốc liệt hơn nữa, khi mà bắt đầu vào mùa mưa bão lũ lụt. Giống như là bây giờ trời nắng 30 cầu vẫn chở bà con bắt đi quay phim được phải không, nó nắng nóng chịu khó chút xíu. Ở Phú Vương này như trên Lê Văn Sĩ nè đó, nhưng mà trời mưa cái bà con bắt không, nó lầy lội nó ướt át rồi máy móc rồi làm sao mà quay phim được đó, nó cực lắm. Trời nắng thì mình có thể mình đi bất cứ nơi đâu đó. Sợ nhất là lũ quét nha bà con. Ba mẹ cậu thấy cái cảnh lũ quét rồi ghê lắm, bùng sình nháo nhiệt rồi. Đến nỗi bà con cô bác biết không, ba mẹ cậu đi ra ngoài miền Trung, ba mẹ cậu đi giúp những người bị bão lũ á, xin thưa bà con bác, lũ mà nó trôi nó cuốn qua một cái hỏi là một đống sình ở đó bà con. Xin thưa bà con bác, không biết cái mạng người nằm đâu luôn bà con. Khắp nơi nơi là chỉ biết cái cắm nhang thôi, nhìn thấy ghê lắm mà không biết vị trí nó nằm ở đâu luôn bà con.
sạt lở đường đất. Đường này là đường Phó Đức Chính. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Thái Bình nè. Con đường Nguyễn Thái Bình này là đường Nguyễn Văn Sâm nè. Đây là nhà hát Bông Sen. Nhà hát Bông Sen này hồi xưa là rạp Kim Châu đó bà có. Còn đây là phố cổ nè, phố đồ cổ nè bà có. Lê Công Kiều. Đây là khu phố đồ cổ. Nhưng mà xin thưa bà con, bắt đồ cổ bây giờ thật sự hiếm lắm nha bà con. Có những thứ bà con bắt nhìn thấy nó cổ gì đó, nhưng mà chưa chắc cổ. Chơi đồ cổ là mình phải đam mê nha bà con, chứ không thôi là bà con có bác sẽ tốn một mớ tiền, gọi là tiền mà gọi là tiền học phí. Bữa nào bà con có bác mà có duyên á, ba mình cầu mời bà con có bác xem cái bộ nhà đồ cổ của ba mình cầu. Ba mình cầu cũng mê chơi đồ cổ lắm nha bà con. Niềm đam mê vừa chơi vừa bán luôn. Đây bên kia là chợ Bến Thành. Vừa chơi ra đồ cổ, rồi ai thấy hợp cái ba mày cầu bán luôn. Nhưng mà bây giờ ba mày cầu nói, bắt công lại nói là ba mày cầu lên YouTube để mày đặt đi, làm YouTube để bán, chủ yếu bán hàng cho nên thôi không nói. Chủ yếu mấy anh em chơi với nhau, ai thích thì ba mày cầu bán. Còn ba mấy cầu cũng vậy thôi, thấy mấy cái đồ của anh em mà ba mấy cầu xích, ba mấy cầu mua. Còn có một những cái bậc thầy nữa, có nghĩa là sưu tầm đồ cổ nó lại khác nha bà con. Sưu tầm đồ cổ là chỉ có mua chứ không có bán nha bà con. Còn ba mấy cầu thì chưa đến mức, tại vì nói chung là kinh tế của mình nó không có đủ cho phép. Ví dụ ba mấy cầu thích cái món đồ đó ha, nhưng mà tiền mình không có, thì thế là ba mẹ cậu phải về ba mẹ cậu cân nhắc coi mình sẽ bán cái đồ nào để đủ được cái tiền đó để mình mua cái món đồ đó. Thì cái của ba mẹ cậu là như vậy, chứ không phải là ba mẹ cậu kinh doanh cái đồ gỗ. Chứ thật sự mà nếu mà không có đủ tiền để mua một cái món đồ mới thì ba mẹ cậu cũng không bán món đồ cũ. Nhưng mà có những thứ, nói chung là ba mẹ cậu nói bà con có bắt chắc khó cảm nhận ha, nhưng mà có những cái món mà mình phát hiện ra ồ cái món đó quý quá mà mình không đủ tiền, thì bắt buộc ba mày gồ phải về kêu bán mấy cái đồ bóp, cái đồ nào mà mình cảm thấy có thể bán được đó. Cho nên ba mày gồ chưa đạt được cái cảnh giới là như là mấy cái sư phụ sưu tầm đó. Họ sưu tầm là họ chỉ có mua vô thôi, chứ họ không có bán ra nha bà con. Còn ba mày gồ đôi lúc tại mình nghèo quá, mình không có tiền quá, mà mình lỡ mình mê, thành thử ra cái cũng đôi lúc cũng phải cắn răng. Khó lắm bà con thiệt. Nói gì nói dễ gì đó bà con, nhưng mà khi mà bà con bắt lựa chọn một trong những cái món đồ mà bà con bắt thích để bà con bắt bán á, bà con bắt phải cân đo đong đếm dữ lắm. Tại vì mỗi một cái món đồ nó không có giống như mua một bó rau, một bó cải, một bó hàng ở ngoài chợ đâu bà con. Mỗi một món đồ nó có giá trị, cái lịch sử trong đó là mình không nói đi, nhưng mà nó còn gắn liền với những cái giá trị mà kỷ niệm của nó, của mình gắn với nó nữa. Tại sao mình có được cái món đồ đó, mình phải đánh đổi cái gì, nó nhiều thứ lắm, cho nên mình cũng phải cân đo đong đếm dữ lắm, mệt lắm. Mà cái đó là cái thú vui mà phải chịu thôi. Đây là trường Cao Thắng nè. Đường này đường Quỳnh Thúc Kháng. Mà đặc biệt những cái món đồ mà về Sài Gòn xưa là xin thưa bà con bác, ba mày còn không bao giờ tiếc tiền á.
Rồi con đường này đường Tôn Đức Đạm nè, xưa là quẹo phải là có rạp Nam Việt ở đây nè. Ở đây bên tay phải nè, bãi giữ xe này xưa là cư xá điện lực. Rồi bên tay trái này hồi xưa có nhà báo xanh ở đây mà. Đường này đường Hồ Tùng Mậu. Hồ Tùng Mậu này hồi xưa là đường Võ Duy Nguyên. Mỗi người có cái thú ha. Có người thích chơi mô tô, thích người chạy xe. Còn ba Michael có cái thú nhưng mà này đồ ăn thức uống nhà hàng cũng nhiều nè. Ở đây là giao đôi, ba mẹ còn thấy đa phần là dân công sở đó mà. Họ ra đây họ ngồi uống cà phê ha, bị nhiều quá ha, cái quầy bàn ra này họ ngồi. À, đây là tòa nhà Bitexco này, hồi xưa chợ cũ nằm đây nè mọi người. Đây là BIDV. Ngân hàng này người ta gọi là ngân hàng Pháp Hoa nha bà con. Còn một cái ngân hàng Pháp Việt nữa để bữa nào ba mẹ con sẽ dẫn bà con bắt đi. Đây là Pháp Hoa nha, nhiều người lầm tưởng đây là Pháp Việt, không phải. Con đường này là đường Hải Triều. Con đường Hải Triều này là hồi đó nó là con đường Phủ Kiệt đó bà con. Nơi đây là bây giờ là bắt đầu là tiến hành thu phí rồi đó bà con. Có vẻ vạch sơn trắng chưa? Nơi đây là bắt đầu đó cái vạch sơn trắng rồi bà con. Trong cái phạm vi vạch sơn trắng đó là phải trả tiền phí thuê cho bà con, phí thuê cho nhà nước. Còn ngoài vạch sơn trắng đó là dành cho người đi bộ, nhưng mà người ta cũng để xe luôn. Bà mày còn thấy đây nơi để dành cho người đi bộ mà họ cũng để xe luôn. Họ thuê cái phía trước vào trắng, họ đóng tiền nhưng mà họ để xe luôn phía trước ngoài luôn, là cuối cùng cái người đi bộ cũng không có cái mặt bằng để họ để đi. Chính thức là Sài Gòn mình đã thu phí đường lề đường rồi nha bà con. Rồi đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Bên kia là bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng là bây giờ xin thưa bà con cô bác, có một cái chuyến tàu cao tốc từ Sài Gòn đi ra Côn Đảo luôn rồi bà con. Rồi, nhanh gọn lẹ như mất mấy tiếng, 6 tiếng. 4 tiếng hay 6 tiếng gì đó quên rồi. Đó. Thì mất trong cái khoảng thời gian đó thì ra tới Côn Đảo. Ba mẹ còn đang lên kế hoạch để dự tính nếu được cho tụi nhỏ nó đi ra Côn Đảo. Hồi xưa hai vợ chồng ba mẹ còn sau khi mà cưới nhau xong đó thì đi tuần trăng chăn mật ở Côn Đảo nha bà con. Đó, lúc đó là hai vợ chồng ba mẹ còn ở 3 ngày. 3 ngày 2 đêm ở Sisson đó bà con. Không biết bà con có bác có biết Sisson Côn Đảo không? Thì nơi đó là cái nơi tuần trăng mật của hai vợ chồng của ba Michael ở ngoài đó. Cho nên ba Michael cũng đang dự tính là để mình đi lại đó. Hồi đó ba Michael chọn Sisson đó là bởi vì nó hai vợ chồng ba Michael thích cái khung cảnh bình yên, yên tĩnh. Nữa là vô trong đó mình không cần phải đi đâu hết bà con. Nó bao gồm hết luôn, kể cả đi coi rùa nữa. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là tòa Hòa Giải kìa. Trời ơi cái gì vậy trời, treo gì mà dữ thần vậy trời, ngay giữa đường luôn, ngay mặt bằng trung tâm luôn. Trung tâm dữ liệu quốc gia dân cư. Không phải quảng cáo. Có một cái bảng này quảng cáo rồi con. Ô bồ câu kìa. Bồ câu bay từng đàn đẹp quá ha. Việt Nam mình từ từ giống nước ngoài rồi đó. Hồi xưa mà mấy con bồ câu này mà nó bay được như vậy là cũng dữ dội lắm á. Đi cái ba mày còn nhớ hồi xưa ở Việt Nam mình bồ câu không có bay kiểu đó được đâu. Rồi
đi ra nước ngoài thấy chỗ bồ câu quá trời khoái. Còn giờ bà con bác mấy cái trung tâm thành phố này giờ bồ câu cũng bay đầy, là có nghĩa là con chim nó được tự do thoải mái rồi đó.